Arsenal vừa khép lại chuyến du đấu hè trên đất Mỹ với phong độ nhạt nhòa. Theo đó, họ chỉ có được một trận thắng trước MU, hòa Bournemouth và để thua Liverpool trước khi trở lại Anh. Đêm nay, họ có trận đấu giao hữu thứ tư trong mùa hè và đối thủ là cái tên đáng gờm Leverkusen. Nên nhớ, Leverkusen vừa trải qua mùa giải 2023-2024 đầy ấn tượng khi vô địch giải vô địch quốc gia Đức với phong độ bất bại. Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Xabi Alonso hoàn tất cú đúp với chiếc cúp quốc gia Đức và suýt chút nữa hoàn thành cú ăn ba khi để thua Atalanta ở trận chung kết cúp C2 châu Âu. Dù vậy, ở loạt trận giao hữu hè, đội bóng Đức không có được sự ổn định cần thiết khi thắng một và hòa một lần. Đêm nay, Leverkusen cần thận trọng tối đa khi đối mặt với đội bóng hùng mạnh Arsenal. Càng thêm lo lắng khi họ phải thi đấu tại sào huyệt Emirates của đối thủ và khả năng cao phần thua sẽ thuộc về họ. Nên nhớ, ở lần gần nhất làm khách trên sân của Arsenal, Leverkusen là đội bóng chịu cảnh thất bại với tỷ số 1-4. Soi tỷ lệ kèo châu Á, 1/2, Arsenal thắng ở trận đối đầu vừa rồi trước Leverkusen. Arsenal toàn thắng cả 3 trận sân nhà vừa rồi. Leverkusen để thua theo châu Á cả 5 trận đấu vừa rồi. Chọn Arsenal. Soi tỷ lệ kèo tài xỉu, 3, trận đối đầu vừa qua giữa Arsenal và Leverkusen có tới 5 bàn thắng được ghi. 6 trên 8 trận đấu gần nhất của Arsenal có ít nhất 3 bàn trên trận, 7 trên 8 trận đấu gần nhất của Leverkusen cũng có ít nhất 3 bàn trên trận. Chọn tài.